Lý Dịch Phong bị bắt gặp vào khách sạn cùng bạn gái cũ lúc 3 giờ sáng. Dù đã nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò với các người đẹp đình đám bậc nhất showbiz Hoa ngữ, song đây là lần đầu tiên Lý Dịch Phong bị tung bằng chứng tay trong tay với gái lạ. Trong khi netizen dò đoán có phải Đặng Luân, Vương Nhất Bác hay Thái Tử Khôn hay không, thì sáng ngày hôm nay, paparazzi xứ Trung đã tung clip hẹn hò của một sao nam ít ai ngờ tới nhất, Lý Dịch Phong. Ngày 16 tháng 1, Sina đưa tin Lý Dịch Phong bị báo giới chụp được hình ảnh vào khách sạn cùng một cô gái lúc tối muộn. Họ ở bên nhau đến 3 giờ sáng hôm sau mới rời khỏi. Theo Sina, cặp đôi tỏ ra rất thận trọng, luôn cẩn thận quan sát xung quanh khi rời khách sạn. Họ tách nhau ra ở bãi đỗ xe và di chuyển bằng hai ô tô để tránh sự chú ý. Cũng theo ghi nhận của paparazzi này, Lý Dịch Phong cùng Phương Anna đã ở cùng một khách sạn đến 3 giờ sáng. Sau đó cả hai đã hành động rất cẩn thận để tránh bị bắt gặp khi cùng nhau lên xe. Nghi vấn hẹn hò xuất phát từ một tài khoản tên nhiếp ảnh Lưu Đại Trùy đã cập nhật trạng thái mới và thả thính bằng một tấm ảnh với nội dung nam minh tinh nổi tiếng có 30 triệu người hâm mộ đang hẹn hò. Hẹn gặp mọi người vào lúc 11 giờ sáng mai nhé, không gặp không về. Tài khoản này là người giữ uy tín, có trách nhiệm trong công việc khi đúng giờ hẹn. Người này đã tung hình ảnh của nam nghệ sĩ có 30 triệu fan vướng vào nghi án hẹn hò và đó chính là Lý Dịch Phong. Bạn gái tin đồn của nam nghệ sĩ là Phương Anna, người từng đảm nhận vai diễn nô tỳ Trần Nhi, đi bên cạnh Nhàn Phi do Sa Thi Mạn thủ vai trong Diên Hỉ Công Lược. Đây cũng không phải lần đầu tiên Lý Dịch Phong và Phương Anna bị bắt gặp cùng nhau. Hồi cuối tháng 1 vừa qua, có nguồn tin cho biết Phương Anna tự mình lái xe đến nơi ở của nam diễn viên cổ kiếm Kỳ Đàm. Được biết, chiếc xe Phương Anna đang sử dụng khá giống với chiếc xe của Lý Dịch Phong cách đây nhiều năm. Theo đó, cuối tháng 1 năm 2021, Phương Anna lái xe đến nơi ở của Lý Dịch Phong. Chiếc xe là cùng kiểu với xe của nam diễn viên từng sở hữu trước kia. Phương Anna ở nhà Lý Dịch Phong hơn 4 giờ đồng hồ. Tiếp đó, cô người xe của Lý Dịch Phong đi ra, còn cầm theo một túi lớn đồ dùng hàng ngày. Hình ảnh sau khi đăng tải gây xôn xao cộng đồng mạng, dư luận đặt nghi vấn cặp sao đang hẹn hò. Tờ Sohu liên hệ với văn phòng làm việc của Lý Dịch Phong, người đại diện bác bỏ tin tức tình ái. Không có gì bất tiện khi phản hồi. Cánh sát ảnh và dư luận toàn làm những việc vô nghĩa. Anh ấy và Phương Anna là bạn tốt trong giới giải trí. Nếu muốn tung tin đồn, hãy chọn tin nào gây sốc một chút được không? Quản lý của nam tài tử sinh năm 1987 gay gắt cho hay. Lý Dịch Phong sinh năm 1987 là nam diễn viên được yêu mến tại Trung Quốc. Anh nổi tiếng qua các bộ phim Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Hoạt Sắc Sinh Hương, Lão Pháo Nhi, Cây Rành Rành Nở Hoa. Nam nghệ sĩ từng vướng tin hẹn hò với Dương Mịch, Kim Thần, song đều lên tiếng bác bỏ. Lý Dịch Phong chính thức bước chân vào ngành giải trí từ năm 2007 và đến nay, anh đã trở thành một trong những ngôi sao đình đám bậc nhất của làng giải trí. Anh còn là thành viên trong hội tứ đại lưu lượng, nghĩa là những nam minh tinh có lượng fan đông đảo, hùng hậu và độ nhận diện công chúng cực cao, sức ảnh hưởng cực lớn. Phương Anna sinh năm 1988, tốt nghiệp hệ cao đẳng ngành diễn xuất của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Năm 2010, cô chính thức bước chân vào giới giải trí với vai phụ Oanh Nhi trong Tân Hồng Lâu Mộng. Hai năm trở lại đây, sự nghiệp của người đẹp có phần khởi sắc nhờ thể hiện các vai trong Diên Hỉ Công Lược, Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng. Phương Anna là nữ diễn viên tuyến dưới. Cô cùng Lý Dịch Phong từng đóng cặp trong bộ phim Love Actually do Trịnh Sảng và Lida Hê đóng chính. Bên cạnh đó, Phương Anna còn được biết đến là một trong những người bạn thân của Dương Mịch. Hiện tại, thông tin Lý Dịch Phong qua đêm với Phương Anna đang khiến showbiz dậy sóng. Tuy nhiên, phía Lý Dịch Phong sau đó đã nhanh chóng đưa ra phản hồi cho hay cặp đôi chỉ là bạn tốt của nhau.